Chúng ta đang học chương 6 môn công nghệ chế biến sữa, chương về các quá trình chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa. Mình đang học quá trình heat treatment là quá trình xử lý nhiệt. Các quá trình xử lý nhiệt trong công nghiệp chế biến sữa gồm có xử lý nhiệt nhẹ, thanh trùng, tiệt trùng và xử lý UHT. Các phần trước mình đã thảo luận xong xử lý nhiệt nhẹ, thanh trùng và tiệt trùng. Phần này mình sẽ cùng nhau thảo luận UHT, Ultra High Temperature. Mục tiêu của quá trình xử lý nhiệt UHT, UHT thuộc nhóm tiệt trùng, tức là cái mức tiêu diệt vi sinh vật, nó tương tự như là tiệt trùng mà mình đã học ở phần trước. Nhưng mà cái ưu điểm rất lớn của xử lý nhiệt UHT đó là cái ảnh hưởng không mong muốn lên sản phẩm về mặt cảm quan, về mặt dinh dưỡng là nhỏ hơn rất nhiều so với tiệt trùng. Có nghĩa là sữa UHT có giá trị dinh dưỡng tốt hơn là sữa tiệt trùng và có chất lượng cảm quan tốt hơn là sữa tiệt trùng. Cảm quan ở đây có nghĩa là màu sắc nó sẽ không bị sậm màu nhiều. Hương vị nó còn hương vị tự nhiên của sữa nhiều hơn là sản phẩm tiệt trùng sâu đóng lon, rót chai chẳng hạn. Ok, và tại sao nó lại có được cái tác dụng tốt về mặt dinh dưỡng và cảm quan như vậy? Hay nói cho chính xác hơn là tại sao nó lại ít gây ảnh hưởng mất mát đến giá trị dinh dưỡng và cảm quan như vậy? Vì nó được thực hiện ở thời gian rất ngắn. Thời gian thì rất ngắn và để tiêu diệt một mức vi sinh vật như tiệt trùng mà thực hiện thời gian rất ngắn thì có nghĩa là phải thực hiện ở nhiệt độ rất cao. Nhiệt độ thì cao hơn rất nhiều so với tiệt trùng thường, mà thời gian thì rất ngắn. Và các slide tiếp sau mình sẽ giải thích thêm, đó là để làm được như vậy thì có nghĩa là mình phải làm trước khi rót. Một khi đã rót vô chai, vô lon rồi thì không thể làm rất nhanh được, nên phải làm chậm thì thời gian nó ngắn. Tiệt trùng thường, như đã học ở phần trước, thời gian mình thực hiện là 109 đến khoảng 115 độ C, thời gian là 20 đến 40 phút. Đó. Còn ở UHT, thường thường mình thực hiện từ 138 đến 148 độ C, tăng lên như vậy và thời gian đâu đó tầm 2 đến 15 giây thôi, đó, chưa được nửa phút. Thời gian rút ngắn rất nhiều và như vậy giá trị dinh dưỡng giữ lại tốt hơn, cảm quan giữ lại tốt hơn. Cái hình bên dưới nó thể hiện những gì mình mới vừa giải thích. Quá trình xử lý nhiệt là gồm có hai thông số thời gian. Heating time là thời gian, đơn vị ở đây là bằng giây. Còn ở đây là nhiệt độ. Cái đường như thế này gọi là đường đồng mức tiêu diệt vi sinh vật. Đường này được gọi là đường tiệt trùng. Đường tiệt trùng có nghĩa là nó tiêu diệt ở chính lóc bào tử kháng nhiệt. Tính toán để cho nó tiêu diệt được chính logarit của bào tử Clostridium botulinum. Ok, và cái vùng này, màu đỏ này là vùng xử lý UHT, là nhiệt độ thì nó rất là cao. Mà thời gian thì mình kéo qua đây chỉ làm bằng giây thôi. Còn vùng màu vàng là vùng tiệt trùng thường. Nó chính xác là mình vẽ qua bên này nè. Đó là vùng này là vùng tiệt trùng thường. Thì mình thực hiện gì? Nhiệt độ là thấp hơn. Nhưng mà thời gian là phải tính lên bằng phút, bây giờ không còn bằng giây nữa. Thời gian dài hơn rất nhiều. Và hai quá trình này, tiệt trùng thường và UHT đều nằm bên phải cái đường tiêu diệt. Tiệt trùng là cái mức độ tiêu diệt bào tử như thế này. Cho nên về sự tiêu diệt vi sinh vật, tiêu diệt bào tử vi sinh vật là tương đồng. Còn về mặt dinh dưỡng và cảm quan thì sao? Có một số đường. Ở đây mình thấy, ví dụ đường này là đường phá hủy 1% lysine. Lysine là một axit amin thiết yếu. Mình làm UHT, xử lý UHT thì mình phá hủy ít hơn 1% của lysine. Trong khi tiệt trùng thường nó nằm bên phải cái đường này, có nghĩa là nó sẽ phá hủy hơn 1% rất nhiều. Mình kéo lên đây là nó sẽ hơn 1% rất nhiều. Hay là đây là đường phá hủy 3% thiamin. Làm UHT sẽ phá hủy ít hơn 3% thiamin, tiệt trùng thường thì nhiều hơn đáng kể so với 3%. Đường này là đường đổi màu, no discoloration. Qua bên phải là sữa sẽ bị đổi màu mà phân biệt được, qua bên trái là không đổi màu đáng kể. Thì làm UHT, màu của sữa không thay đổi đáng kể, trong khi tiệt trùng thường, màu của sữa sẽ bị sậm hơn, bị hóa nâu.
do hai phản ứng là Maillard và phản ứng Karaman như mình đã học ở phần trước. Rồi, ở đây nó có hai đường mình chưa đụng đến nữa, đó là đường này chính đường ức hoạt 90% enzyme lipase. Inactivation là ức hoạt 90% enzyme lipase, còn PS là viết tắt của Pseudomonas. Đây là chủng vi khuẩn gì? Phần trước mình có nói, đây là chủng vi khuẩn chịu lạnh. Bản thân nó không kháng nhiệt nhưng nó sinh ra enzyme rất là kháng nhiệt. Ở đây là đường ức hoạt 90% enzyme protease. Proteasa đó tiếng Việt là enzyme thủy phân protein được sinh ra từ Pseudomonas. Như vậy mình làm UHT thì mình không ức hoạt hiệu quả hay là hoàn toàn được cả hai cái hệ enzyme này. Nếu mình làm tiệt trùng thường thì mình ức hoạt hiệu quả enzyme protease nhưng mà không ức hoạt hiệu quả enzyme lipase, đó là enzyme rất là kháng nhiệt. Ok, như vậy là gì? Hạn sử dụng của sản phẩm tiệt trùng thường thông thường là 1 năm. Hạn sử dụng của sữa AT thông thường là 6 tháng. Mình mua sữa UHT về mình xem cái hạn sử dụng có phải đúng vậy không nha. Cái lon UHT ở trong cái lon giấy, cái hộp giấy vuông vuông 120-180ml gì đó thì thường hạn sử dụng nó 6 tháng, đây là hạn sử dụng 1 năm. Khác biệt về hạn sử dụng ở đây không phải là do UHT tiêu diệt ít vi sinh vật hơn mà do UHT ức hoạt ít enzyme hơn. Đó, nó không ức hoạt được cả hai nhóm enzyme này. Bảo quản lâu hơn nó sẽ bị enzyme này gây ra ô hóa chất béo, thì phân protein gây đông vón là vân vân. Cho nên cái điều mà ảnh hưởng đến hạn sử dụng của hai sản phẩm này chính là do enzyme chứ không phải là do mức độ tiêu diệt vi sinh vật. Rồi, ở đây tôi sẽ vẽ thêm một cái đồ thị để giải thích thêm cái ý như thế này. Đường đây là cái sơ đồ thể hiện mức tiêu diệt vi sinh vật hay là phá hủy chất dinh dưỡng dựa theo hai thông số của xử lý nhiệt, đó là nhiệt độ C, nhiệt độ và thời gian xử lý. Thì đường này là đường tiêu diệt vi sinh vật, còn đường phá hủy chất dinh dưỡng hay là đường thay đổi giá trị cảm quan thông thường á, là nó sẽ có độ dốc nhỏ hơn. Đây là đường phá hủy chất dinh dưỡng, nó sẽ có hệ số gốc nhỏ hơn hay là có cái độ dốc nhỏ hơn. Nếu mình làm ở nhiệt độ cao mà thời gian ngắn thì nó nằm bên trái đường phá hủy chất dinh dưỡng, có nghĩa là mình giữ lại được giá trị dinh dưỡng tốt hơn, giá trị cảm quan tốt hơn. Nếu mình làm ở nhiệt độ thấp, mình để mình tiêu diệt cùng một mức vi sinh vật, đường tiêu diệt vi sinh vật nè, thì mình phải thực hiện ở chỗ này. Chỗ này tôi vẽ hơi lại chút xíu, đúng là ở đây thôi. Nếu là để tiêu diệt được cái mức độ vi sinh vật này là cần phải thực hiện tại nhiệt độ ở đây và thời gian ở đây. Nếu mình thực hiện nhiệt độ thấp hơn thì mình cần thời gian dài hơn cũng tiêu diệt cùng một mức vi sinh vật. Nhưng mà ở đây nó nằm bên phải cái đường phá hủy chất dinh dưỡng cho nên nó phá hủy nhiều hơn cái mức cái đường này. Đường đồng mức phá hủy chất dinh dưỡng nè. Đó. Chính vì cái điều này mà khi mình xử lý nhiệt mình sẽ làm được làm sao mà càng ngắn lại. Có nghĩa là phải yêu cầu nhiệt độ càng cao hơn thì mình giữ được giá trị dinh dưỡng và cảm quan tốt hơn. Nó có được hai cái hệ số gốc khác nhau là do nó khác cái hằng số Z này nè của vi sinh vật và của chất dinh dưỡng nó khác nhau. Vi sinh vật ở đâu đó nó thường 19 đến 11, còn chất dinh dưỡng nó có thể cao lên 20, 30 lần. Cho nên nó sẽ khác. Còn tính toán cụ thể phải được cái đường này là mấy em có thể xem lại ở phần chương 3 xử lý nhiệt của môn công nghệ chế biến thực phẩm. Rồi có người đặt ra câu hỏi là tại sao như vậy, tại sao cái dết khác nhau, tại sao hệ số gốc của đường phá hủy chất dinh dưỡng và độ tiêu diệt vi sinh vật nó sẽ khác nhau như vậy. Thì cái này thì có thể trả lời đó là do sự kỳ diệu của Thượng Đế, sự sáng tạo của Thượng Đế vậy thôi, tạo ra nó như vậy. Để làm gì? Mình là người khôn ngoan thì mình sẽ tiêu diệt được cái mình cần tiêu diệt, đó là tiêu diệt được vi sinh vật mà vẫn giữ lại dinh dưỡng cảm quan tốt hơn. Rồi, cái hình này nó sẽ mô tả kỹ rõ rõ hơn chút xíu về ảnh hưởng của xử lý UHT lên tiêu diệt vi sinh vật và phá hủy chất dinh dưỡng. Đó, đây là đường đồng mức tiêu diệt vi sinh vật, đường màu vàng nè. Chính lóc của bào tử. Vùng này vùng UHT, còn vùng này là vùng tiệt trùng thường trong lon. Ha. Trong lon, trong chai, tức là đã rót, đã đóng rồi mới thực hiện. Ở đây có rất là nhiều đường. Ví dụ đường này... là đường lactulo. Lactulo là gì? Là đồng phân của lacto khi xử lý nhiệt á. Khi xử lý nhiệt thì lacto
một phần chuyển đồng phân thành lactulose. Ở đây là 400 mg trên lít, là đâu đó 400 ppm đó. Nhớ mà học chương trước đây mình có quy định là sữa UHT, người ta bắt buộc là lactulose phải nhỏ hơn 600. À, đừng ngay chỗ này là 600 nè. Lactulose phải nhỏ hơn 600 ở trong sữa UHT để minh chứng là mình làm UHT, nghĩa là mình giữ được giá trị dinh dưỡng tốt hơn, ít tác động nhiệt lên dinh dưỡng và cảm hoang hơn. Chứ không cứ không có phải là do lactulose nó độc mà người ta quy định như vậy. Và thường sữa tiệt trùng thường nó sẽ nằm qua bên phải cái đường 600 ppm của lactulose nè, này nó cao hơn. Có nghĩa là mức độ ảnh hưởng của nhiệt lên giá trị dinh dưỡng cảm quan của nó sẽ lớn hơn là sữa UHT. À, đây có nhiều đường hơn, thêm một số đường, ví dụ đường này là threshold range of discoloration, đây là cái ngưỡng về đổi màu. À, làm UHT nằm bên trái ngưỡng đổi màu, không đổi màu sữa, bên phải là tiệt trùng thường thì sữa bị đổi màu. À, là ở đây đường phá hủy thiamin 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, ở đây là 3%. Có nghĩa là UHT phá hủy ít hơn 3% của thiamin, trong khi tiệt trùng thường phá hủy hơn 20%. Rồi, còn đường gì nữa không? Đường này mất mát lysine. Lysine là một axit amin thiết yếu, mất 1%. Vậy nếu mình làm UHT, mất ít hơn 1% của lysine. Rồi có một cái đường khác, HMF. HMF, viết tắt của chữ này, nó là 5-hydroxymethylfurfural. Đây là cái hợp chất tạo ra do phản ứng Maillard. À, đó là phản ứng giữa protein và đường khử. Phản ứng Maillard nó thể hiện, đây là một trong hai phản ứng hóa nâu không phải do enzyme. Mức độ nó càng nhiều có nghĩa là màu sản phẩm nó càng hóa nâu và mức xảy ra phản ứng Maillard càng cao. Nó thể hiện như vậy. À. Rồi, trong UHT nó có hai loại, hai cái phương pháp UHT. Là một là phương pháp trực tiếp Direct UHT by steam, là dùng hơi nước. Các cái quá trình xử lý nhiệt trước đây mình học thanh trùng, rồi tiệt trùng, xử lý nhiệt nhẹ đều là quá trình xử lý gián tiếp. Tức là gì? Là nhiệt nó sẽ truyền qua cái thành thiết bị trao đổi nhiệt, hay là nhiệt nó phải truyền qua vật liệu bao gói. Còn ở đây ta làm UHT ta có thể làm trực tiếp được bằng hơi nước, có nghĩa là môi trường gia nhiệt là hơi nước tiếp xúc trực tiếp với sữa. Rồi, bằng cách như thế nào? Bằng cách là gì? Hơi nước, người ta sản xuất hơi nước này từ nước có chất lượng uống được, sẽ tiếp xúc trực tiếp với sữa đã được tiền gia nhiệt. Thông thường sữa sẽ tăng lên khoảng 80 độ C và tiền gia nhiệt trước khi cho tiếp xúc trực tiếp với hơi nước ở nhiệt độ cao, làm cho nhiệt độ của cả hỗn hợp, tức là cả nước và cả hơi nước và cả sữa tăng lên trên 130 độ C một cách rất nhanh chóng, tăng tức thì đó, instantly. Sau khi nó tăng lên nhiệt độ đó, sau đó họ giữ thời gian là 2 đến 30 giây. Như vậy là nó tùy nhiệt độ tăng lên là bao nhiêu mà giữ thời gian tính bằng giây, có thể ngắn hơn hoặc có thể dài hơn. Giữ một khoảng thời gian để đạt được độ tiệt trùng. Rồi sau đó sẽ flash cool, là làm nguội. Cool là làm nguội, nhưng mà flash là cực nhanh, làm nguội cũng rất nhanh nữa. Gia nhiệt lên tức thì, làm nguội cũng tức thì. Làm nguội, tại sao làm tức thì được? Vì thực hiện ở trong cái vacuum chamber, là dùng một cái buồng chân không để làm nguội. Tại đây là nước, hơi nước ngưng tụ sẽ được loại bỏ ra. Ở đây mình thêm hơi nước vô. Nếu như mình thêm hơi nước vô khi tiếp xúc với sữa là nó thành nước lỏng. Nếu mình để im như vậy thì sữa sẽ bị pha loãng. Tất nhiên là người tiêu dùng sẽ không chấp nhận. Thì tại cái bước làm nguội trong buồng chân không này, cái phần hơi nước nó sẽ bốc ra, nó ngưng tụ và lấy ra phần hơi nước ngưng tụ. Người ta tính toán điều khiển nhiệt độ và áp suất thế nào mà cái phần lấy ra hơi nước ngưng tụ này nè, nó sẽ bằng với cái lượng hơi nước mà thêm vô ở đây. Thì lúc đó là sẽ không có sự pha loãng nguyên liệu của sữa. UHT trực tiếp, trong cái UHT trực tiếp thì cũng có hai cách làm, có hai loại. Đó là gì? Steam infusion và steam injection. Steam infusion dịch nôm na là phun hơi nước, còn steam injection dịch nôm na nó là tiêm hoặc bơm hơi nước. Ok. Ở đây là injection nè, là tiêm nè. Thì nó có cái nozzle, cái vòi như thế này, sữa
Màu đỏ là thể hiện cho màu xanh là thể hiện cho sữa. Sữa đã được truyền gia nhiệt lên khoảng 80 độ C. Sau đó người ta bơm hơi nước vô thế này, gặp hai cái trộn lại ra một dòng. Này gọi là tiêm hơi nước. Còn đây là phun hơi nước, là sữa sẽ được phun sương thành những hạt sương nhỏ, rồi hơi nước cũng được phun vô một cái thiết bị như thế này. Hơi nước sẽ tiếp xúc và trao đổi nhiệt hiệu quả với sữa, tăng nhiệt độ lên một cách nhanh chóng. Trường hợp này gọi là phun, trường hợp này gọi là tiêm. Đó là hai cách thực hiện trong UHT trực tiếp. Hình này nó sẽ mô phỏng là quy trình chế biến làm UHT trực tiếp. Ban đầu mình có sữa ở đâu? Tại đây ha. Sữa đi đầu vô tại đây. Đây là cái buồng đệm, là cái bồn để chứa sữa để cho cái bơm nó bơm thôi, nó có một lượng theo chiều cao nhất định để nó bơm. Cái bơm này sẽ bơm vô, ban đầu là thiết bị trao đổi nhiệt. Khi mình thấy cái hình này thì nó là thiết bị trao đổi nhiệt dạng bản mỏng. Rồi sẽ được tăng nhiệt độ lên tiếp xúc, đây là hơi nước nè. Đây là hơi nước trao đổi nhiệt với sữa đi vô để tăng nhiệt độ lên, đó là khoảng 80 độ C. Sữa 80 độ C này được bơm và hơi nước cũng được cho tiêm vô đây. Đây là hệ thống tiêm hơi nước. Hơi nước sẽ vô sữa trực tiếp thành một dòng và đi qua ống số 6 là ống giữ nhiệt. Holding là ống giữ nhiệt đó. Ví dụ nó giữ ở 138 độ C trong vòng 15 giây. Người ta phải thiết kế cái ống này nó có chiều dài, nó có đường kính như thế nào, lưu lượng nó ra làm sao để nó chạy qua hết cái ống này là 15 giây chẳng hạn vậy. Thì trong thực tế cái ống này nó không có cong cong vậy đâu, mà trong thực tế nó có thể là hình thẳng chứ không phải là cong nha. Nhưng mà cái mô hình để minh họa thì người ta vẽ nó cong vậy, nghĩa là ống giữ nhiệt. Tăng nhiệt độ lên tức thì, ví dụ 148 độ C bằng phương pháp tiêm hơi nước, sau đó giữ ví dụ như 4 giây, rồi sau đó vô một cái buồng chân không, số 7 là buồng chân không để làm nguội flash, đã làm nguội rất nhanh xuống. Tại sao nó làm nguội nhanh? Bây giờ cái hỗn hợp ở chỗ này của mình là nước và sữa và hơi nước. Sữa và hơi nước ở nhiệt độ đang là 148 độ C nhưng mà nó chưa có sôi. Nó chưa có sôi ở nhiệt độ trên 100 độ C mà nó chưa có sôi, có nghĩa là áp suất của nó là rất cao. Áp suất phải cao nó mới nén lại mà nó chưa sôi được. Vì vô cái buồng chân không là gì? Có nghĩa là buồng giãn nở, thể tích nó tăng lên đột ngột, làm cho áp suất giảm xuống đột ngột. Áp suất giảm xuống đột ngột thì sữa nó sẽ sôi một cách rất là mạnh, nó sôi bùng lên. Mà sôi tức là bốc hơi á, sôi tức là bốc hơi, tức là nước ở trong sữa sẽ bốc hơi ra khỏi sữa. Khi nó bốc hơi ra khỏi sữa thì nó ra, nó tiếp xúc với bề mặt lạnh của cái gọi là thiết bị ống sinh hàn hay thiết bị ngưng tụ á, nên người ta dùng nước lạnh nè, cái dòng xanh xanh này là nước lạnh cho vô đây, hơi nước nó đi ra, nó trao đổi nhiệt với nước lạnh, hơi nước ra gặp hạ nhiệt độ xuống thì nó sẽ gặp, nó bị bão hòa đó, nó sẽ ngưng tụ thành nước lỏng. Qua cái phần ngưng tụ, nó ngưng tụ thành nước lỏng, rồi người ta dùng cái bơm nữa, người ta bơm nước lỏng ra. Đây, đây là ra chỗ này, ra nước ngưng tụ. Người ta tính toán làm sao cái lượng nước ngưng tụ đi ra đây, nó sẽ bằng cái lượng hơi nước đi vô để sữa không bị hiệu ứng pha loãng. Ok, qua cái buồng chân không như thế này, nhiệt độ thường nó sẽ hạ xuống đâu đó cũng tầm 80 độ C. Hạ xuống 80 độ C rồi qua một cái bơm đi qua thiết bị đồng hóa. Đây là thiết bị đồng hóa, mình đã học quá trình đồng hóa rồi. Mục đích là giảm kích thước hạt cầu béo, thay đổi cái chất hoạt động bề mặt trên màng cầu béo để giảm chênh lệch tỷ trọng giữa pha béo và pha nước, để giảm tách kem có hệ nhũ bền, nó sữa đồng hóa. Xong rồi đi cho lại thiết bị trao đổi nhiệt với nước nguội, nước mát, nước lạnh á, để hạ nhiệt độ xuống đến nhiệt độ bảo quản và đi cho qua đây để thực hiện là đóng gói. Đây là hệ thống đóng gói, hoặc là đi cho vô bồn chứa, bồn đệm trước khi đóng gói. Thường thường là nó vô cái bồn chứa trước khi đóng gói để cái việc đóng gói nó được chủ động. Hai, họ làm như thế này để chủ động, giả dụ như hệ thống đóng gói nó bị trục trặc gì đó, cần phải bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng vân vân, thay bao bì thì sữa sẽ được bơm vô cái bồn này. Tất cả các quá trình thực hiện sau cái đồng hóa này, sau cái UHT này nè, từ đây trở về sau, tất cả các quá trình như là đồng hóa rồi đóng gói rồi chứa này kia phải thực hiện trong điều kiện vô trùng.
Gọi là sterile, điều kiện vô trùng. Vì mình đã xử lý tiệt trùng UHT rồi, tất cả những bước tiếp sau đều phải trong điều kiện vô trùng kín, không được với nhiễm vi sinh vật trở lại. Ok. Rồi, coi như là mình đã xong cái sơ đồ này. Tuy nhiên một số người sẽ thắc mắc, chỗ này cũng chưa có hiểu lắm, làm sao mà nó sẽ bốc hơi nhanh được. Mình có thể tưởng tượng như thế này nè, ở nhà mình nấu một cái nồi, mình nấu một cái nồi áp suất á. Cái nồi áp suất là cái nồi, cái nắp nó giữ thiệt kỹ lại trong này, để ở trong này nước nó sôi với nhiệt độ là 110 độ C chẳng hạn. Để nó bình thường nước 100 độ nó sôi rồi, muốn nhiệt độ 100 nó sôi ở 110 độ thì trong này áp suất phải lớn hơn áp suất ở ngoài. Thì cái nồi áp suất nó làm nhiệm vụ là giữ chặt lại. Ở đây nó có cái vòi, nó có một cái cục nặng nè. Cái cục nặng nó sẽ đè xuống để nó giữ áp suất lại. Khi nào áp suất vượt qua cái khối lượng cục nặng này thì nó mới xì được. Đó, nhưng mà nếu như bằng cách nào đó mình mở cái nắp này thiệt nhanh được, cái nắp nồi thiệt nhanh, thì mình sẽ thấy là nó sẽ bùng hơi nước ra rất mạnh. Lý do sao nó bùng? Nhiệt độ bình thường á, nếu mà ở áp suất là khí quyển như thế này, 100 độ nó sôi thì 100 độ nó đã bốc hơi rồi, nó thành hơi chứ không không còn là lỏng. Nhưng mà hiện tại bên trong này là 110 độ, bây giờ mình mở cái nắp ra có nghĩa là áp suất nó giảm đột ngột xuống áp suất khí quyển, có nghĩa là nhiệt độ này là vượt qua nhiệt độ sôi của nước rồi, cho nên nó sẽ sôi, nó sẽ bùng rất nhanh đó. Cho nên ở đây nó cũng xảy ra giống giống như vậy, giảm áp suất đột ngột cho nên bốc hơi rất là nhanh chóng và đột ngột. Ở đây là cái nồi áp suất tại nhà này nè, người ta sẽ thiết kế, người ta làm theo cái kiểu là mình không bao giờ mở cái nắp một cách đột ngột được đâu, không bao giờ mở cái ào được, vì như thế rất là nguy hiểm cho người sử dụng, nó bung, nó dâng hơi nước ra bị phỏng nguy hiểm, nên họ sẽ thiết kế không bao giờ mở mà mở cái ào ra được. Rồi, quay lại ở chỗ này, tại sao mà nó làm nguội nhanh chóng được? Nó bốc hơi nước là mình đã giải thích rồi, còn làm nguội nhanh chóng là vì cái hiệu ứng của việc bốc hơi nước. Bây giờ đang ở thể lỏng, sữa của mình đang ở thể lỏng, một phần hơi nước bốc hơi thành thể hơi. Đó, nước đang ở thể lỏng thành thể hơi mà nó bốc hơi rất nhanh chóng, quá trình này xảy ra rất nhanh. Mình đã học bốc hơi là quá trình hấp thụ năng lượng, nó phải lấy năng lượng thì nó mới bốc hơi được. Như vậy là gì? Khi mình giảm cái áp suất đột ngột, nó bốc hơi rất nhanh, và cái việc bốc hơi này là hấp thụ năng lượng. Nó lấy năng lượng từ sữa, từ bên trong cái bồn đó là từ sữa, cho nên nó làm nhiệt độ của sữa hạ xuống rất nhanh chóng. À, đây là lý do vì sao mà nhiệt độ của sữa hạ cái ào xuống được, tại vì quá trình bốc hơi xảy ra cái ào rất nhanh, lấy nhiệt là làm cho nhiệt độ sữa hạ xuống. Mình có thể tưởng tượng như chỗ này cũng được, là ví dụ như trên cái tay của mình, nếu mình nhỏ một giọt cồn và mình nhỏ một giọt nước, thì thông thường mình nhỏ một giọt cồn hay là một giọt xăng á, là mình sẽ thấy nó lạnh, còn một giọt nước thì nó mát mát thôi, nó hơi lạnh chứ không lạnh bằng giọt cồn, giọt xăng. Vì sao? Vì ở đây á, là cái giọt cồn hay cái giọt xăng là nó bốc hơi rất nhanh, mà bốc hơi là quá trình hấp thụ năng lượng, nó lấy nhiệt từ không khí chung quanh, nó lấy nhiệt từ cái da của mình mất nhiệt cho nên mình thấy lạnh. Còn hơi nước thì bốc hơi chậm chậm thôi, cho nên là mình sẽ cảm thấy nó không lạnh bằng là cồn. Hay là những người em sinh viên mà làm việc ở trong nhà hàng đó, rất phải chú ý, quan trọng cái vấn đề rất là dễ bị phỏng. Nếu mình phỏng nước sôi thì cái tác hại nó sẽ không nguy hiểm bằng phỏng dầu chiên. Dầu chiên rất là nguy hiểm. Nước sôi nó nóng, mà khi mà nó tạt lên người mình, nó có diện tích bề mặt lớn, nó bốc hơi cũng khá là nhanh. Đó, cho nên là nó bay hơi, mà bay hơi tức là có hiệu ứng làm mát, nên nó nóng một hồi là nó hết. Còn trong khi dầu nè, nhiệt độ nó có thể lên 170 độ C chứ không phải là 100, dầu chiên mà. Rồi nó dính trên da của mình, nó đổ trên da của mình và nó có độ nhớt. Nó sẽ dính hoài ở trong đó và nó không có bay hơi. Nhiệt độ bay hơi của dầu là cao lắm. Nhiệt độ này nó không bay hơi, nó không có hiệu ứng làm mát mà nó dính lâu nữa, cho nên nó sẽ gây tổn thương da mình nhiều hơn, nên là bỏng dầu rất là nguy hiểm. Cho nên nó sẽ giải thích thêm thêm vậy thôi để mình hiểu được cái nguyên tắc làm nguội nhanh ở chỗ này. Rồi, cái loại UHT thứ hai mình thảo luận đó là UHT gián tiếp, là nhiệt sẽ truyền qua thực phẩm, là qua sữa của mình, qua thành
của thiết bị trao đổi nhiệt. Heat exchanger là thiết bị trao đổi nhiệt. Mình có 3 loại thiết bị trao đổi nhiệt chính là dạng bản mỏng, plate, những tubular là dạng ống, hay còn gọi là ống lồng, ống, ống này lồng trong ống kia đó. Rồi có dạng thứ ba là dạng cũng dạng ống nhưng mà bề mặt có dao cạo. Rồi, loại thiết bị xử lý nhiệt nào được dùng chủ yếu là phụ thuộc vào độ nhớt của cái sản phẩm mình xử lý nhiệt và phụ thuộc là sản phẩm đó nó có hạt vẫn hay không. Khi mà sản phẩm độ nhớt nó cao, có nghĩa là nó sẽ không rối sắn khi nó chảy, thì mình thường là phải dùng thiết bị bề mặt có dao cạo, nó có dao nó cạo, nó trộn đều để gia nhiệt cho nó đều. Slide tiếp theo mình sẽ thấy hình ảnh. UHT gián tiếp thì nó sẽ rẻ hơn, vì cái quá trình vận hành thiết bị nó không phức tạp bằng, là quá trình vận hành nó cũng ít tốn kém, mọi thứ bảo trì này kia nó cũng sẽ ít tốn kém hơn. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm so với UHT trực tiếp, đó là sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn, tức là mất giá trị dinh dưỡng và mất cảm quan nhiều hơn UHT trực tiếp một chút xíu. Nhưng mà vẫn tốt hơn là tiệt trùng thường. Như vậy là gì? Trên thị trường có rất là nhiều công ty sản xuất sữa UHT, nhưng mà có công ty khi mình uống là mình thấy nó rất tươi, giống như sữa tươi. Có công ty nó bị ảnh hưởng một chút ít. Thì quan trọng là phải xem họ làm UHT trực tiếp hay UHT gián tiếp. UHT trực tiếp thông thường là cho chất lượng sản phẩm, cảm quan và dinh dưỡng tốt hơn một mức độ nào đó, nhưng mà giá thành thường thường nó đắt hơn một mức độ nào đó. Mình sẽ vẽ cái hình ở đây để giải thích rõ hơn nè ha. Xử lý nhiệt mình có là thời gian và mình có là nhiệt độ C. UHT trước khi xử lý UHT thì nhiệt độ là được tiền gia nhiệt lên khoảng 80 độ C. Khi làm UHT trực tiếp thì mình có thể tăng nhiệt độ lên một cách tức thì, giữ thời gian ngắn, sau đó hạ nhiệt độ một cách tức thì được. Đó. Sau đó trải qua quá trình đồng hóa trong điều kiện vô trùng vân vân rồi hạ nhiệt độ xuống đóng gói. Đây là UHT trực tiếp. Còn UHT gián tiếp thì sao? Thì mình không có bơm hơi nước trực tiếp vô được mà mình phải dùng thiết bị trao đổi nhiệt. Cho nên thường cái mức tăng nhiệt độ á, nó không có nhanh tức thì như vậy mà nó sẽ chậm chậm hơn. Và người ta không có tăng nhiệt độ cao lên được như vậy. Đến đây là người ta thường dừng lại. Và nhiệt độ thấp hơn cho nên kéo thời gian dài hơn. Khi hạ nhiệt độ cũng dùng thiết bị trao đổi nhiệt cho nên cái tốc độ hạ nhiệt nó sẽ chậm hơn là phương pháp trực tiếp. Rồi kéo ra, làm các bước vân vân hạ xuống. Đây là UHT gián tiếp. Này tính bằng giây nha. Thời gian ở đây tính bằng giây. Thường ở nhiệt độ ở đây làm là 148 độ C. Còn UHT gián tiếp là 138 độ C. Nhiệt độ thấp hơn thì kéo theo thời gian dài hơn. Như phần trước mình đã giải thích, thời gian dài hơn thì khả năng mất dinh dưỡng và cảm quan sẽ là nhiều hơn so với thời gian ngắn, mặc dù mức tiêu diệt vi sinh vật là tương đồng. Ok. Rồi, như phần trước mình đã nói ở cái slide này nó thể hiện ra các loại thiết bị trao đổi nhiệt, ba loại thiết bị trao đổi nhiệt mà được sử dụng trong công nghiệp chế biến sữa hay là công nghiệp chế biến thực phẩm chính nói chung. Heat exchanger mình có 3 loại. Loại này là dạ bản mỏng. Đây là các bản làm bằng vật liệu kim loại không rỉ sét. Thường thường là môi trường gia nhiệt nó phải chạy một bên, tức là hơi nước. Nếu thanh trùng thì nước lỏng, còn nếu tiệt trùng là hơi nước. Ở trên 100 độ, thanh trùng là dưới, còn một bên là sữa. Hai bên nó sẽ chạy song song như vậy, là tức là thép không rỉ. Cái mặt trao đổi nhiệt này nó không phải là mặt phẳng, mà người ta thiết kế nó hơi dích dắt, nó có dích dắt nhất định. Người ta thiết kế dích dắt như thế để làm gì? Mục đích là tăng lên cái diện tích trao đổi nhiệt giữa hai cái môi trường mình có. Nếu là một mặt phẳng thì diện tích trao đổi nhiệt chỉ là diện tích của hình chữ nhật phẳng thôi. Còn người ta làm dích dắt như vậy thì có nghĩa là để tăng lên sự tiếp xúc trao đổi nhiệt giữa hai bên, diện tích trao đổi nhiệt giữa hai bên. Và người ta không làm quá sẵn, quá công như thế này. Tất nhiên người ta làm càng sẵn thì diện tích sẽ là càng cao, nhưng mà làm như thế là sẽ rất là khó vệ sinh, rất là khó rửa, và sữa bị đông vón trong này, là bị kết tủa rồi vón trong này sẽ không rửa, không vệ sinh được, thì
thì rất là khó, đặc biệt là công nghệ chế biến thực phẩm lỏng thì rửa phải bằng hệ thống CIP là bơm nước, bơm dịch rửa, bơm hóa chất để rửa chứ không phải tháo lắp ra rửa hàng ngày được. Đó. Ok. Loại thiết bị trao đổi nhiệt thứ hai là loại dạng ống hay là ống lồng ống. Thì đơn giản là nó chỉ có hai ống như thế này, ống này lồng trong ống kia. À, thì ví dụ như hơi nước nóng bên ngoài, sữa ở bên trong. Hai nhiệt độ từ hơi nước nóng sẽ truyền qua sữa qua đầu kia làm sữa nóng lên. Đây là thiết bị trao đổi nhiệt cùng chiều nè. Còn ngược chiều là có loại là môi trường gia nhiệt chạy theo chiều này, còn thực phẩm chạy ngược trở lại. Thông thường gia nhiệt sữa làm cùng chiều chứ không phải là làm ngược chiều. Cùng chiều với ngược chiều nó có ảnh hưởng thế nào đến chất lượng và cảm quan, mà em xem lại cái môn công nghệ chế biến thực phẩm nha. Ưu và nhược điểm thế nào. Rồi cái đây thiết kế nó phức tạp hơn tí là nhiều ống lồng với nhau nhưng mà cũng sẽ xen kẽ vậy đó, môi trường gia nhiệt chạy một channel rồi rồi thực phẩm chạy một channel. Thiết bị trao đổi nhiệt thứ ba là dạng thiết bị trao đổi nhiệt bề mặt có dao cạo. Cái này là thường thường ứng dụng cho thực phẩm có độ nhớ cao hoặc là có hạt vẫn ở trong, ví dụ như sốt cà chua. Cà chua đó nó có độ nhớ cao thì cái môi trường gia nhiệt nó ở ngoài, xong rồi bên trong cái ống nó lớn hơn, bên trong cái ống người ta làm một cái trục, trên cái trục này người ta gắn rất là nhiều cái lưỡi dao đó. Khi nó xa trao đổi nhiệt như vậy thì cái trục này nó sẽ quay làm con dao nó cà sát cái thành thiết bị trao đổi nhiệt này, nó trộn ra. Tại vì làm như vậy để làm gì, để nó luôn luôn trộn cái thực phẩm bên trong để trao đổi nhiệt cho nó đồng đều, chứ vì nó nhớt quá nó sẽ không rối sắn tự động nó được, nó sẽ không trao đổi nhiệt đồng đều thì một phần sẽ bị quá nhiệt và một phần xử lý nhiệt chưa đến mức độ mình yêu cầu. Ok, cho nên cần như vậy. Thì cái này nếu mà dùng gọi là làm những sản phẩm độ nhớ cao, chứ còn sữa bình thường thì không dùng cái này. Kem thì có thể dùng. Ok, rồi hình này minh họa một hệ thống làm UHT gián tiếp nè. Gián tiếp là không phải là gia nhiệt bằng hơi nước bơm tim hay phun trực tiếp mà là bằng thiết bị trao đổi nhiệt. Đây là sữa ở trong bồn chứa đó, được đi qua thiết bị trao đổi nhiệt. Đây cái hình minh họa có một thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống để tăng lên 80 độ C chẳng hạn. Trao đổi nhiệt lần thứ hai để tăng lên 138 độ C. Sau đi qua giữ nhiệt, sau đó có khi qua ba thiết bị trao đổi nhiệt để hạ nhiệt độ xuống, dùng nước lạnh nè. Để hạ nhiều lần nhiều cấp xuống để đạt đến nhiệt độ phòng và thực hiện đóng gói hoặc là trong bảo quản tạm thời, trong chứa tạm thời trước khi đóng gói. Và tất nhiên là các bước từ đây là cũng phải thực hiện được trong điều kiện vô trùng. Có một điều mình chú ý nữa là gì? Trong UHT, nếu mà làm UHT trực tiếp á, là người ta đồng hóa sau UHT. UHT rồi mới đồng hóa. Còn UHT gián tiếp á, là người ta làm đồng hóa ở đằng trước này trước nè, rồi mới mới qua làm UHT. Như vậy là mình đã thảo luận xong cái xử lý nhiệt UHT. Mục đích của mấy em là phải hiểu được là gì cái nguyên tắc của UHT, rồi nó sẽ khác nhau về điều kiện thực hiện thế nào so với tiệt trùng thường, và nó điều đó sẽ đem đến khác nhau như thế nào và giá trị dinh dưỡng và cảm quan so với tiệt trùng thường, và để thực hiện được UHT thì phải dùng thiết bị như thế nào, UHT có mấy loại gián tiếp và trực tiếp thì nó khác nhau làm sao về cách thực hiện, về thiết bị và để ảnh hưởng lên sữa.